Xin chào đại gia đình Thích Trồng Cây. Đây là cây táo ở trên mái nhà của mình. Và cây táo này mình không có bọc trái, bởi vì cũng không có đủ bao để bọc. Mình mới xịt một cái loại chế phẩm sinh học mà mình được tặng. Đến nay thì sau 8 ngày thì mình thấy có trái vẫn còn đẹp, và có trái nó bị đen màu đi. Thì mình sẽ hái tất cả xuống để đếm coi bao nhiêu trái đen và bao nhiêu trái dùng được. Rồi mình sẽ nói về chế phẩm sinh học đó. Cách đây 8 ngày thì mình đã quay chế phẩm đó và mình đã pha nó. Thì mình sẽ chiếu lại những cái cảnh quay đó. Xin chào đại gia đình Thích Trồng Cây. Hôm nay là ngày thứ 5, 18 tháng 4, là ngày giỗ tổ Hùng Vương, 10 tháng 3 âm lịch. Thì mình sẽ tháo cái bao lưới trùm chùm táo này để mình làm một cái thử nghiệm là không bao bọc mà đi phun một cái thuốc vi sinh. Đây là một cái dạng lợi khuẩn cô đặc chống lại cái con ruồi vàng. Mình mở bao ra, xịt thuốc sinh học và mình để như vậy mời gọi ruồi vàng ăn. Cái chùm này 7 đến 10 ngày sau là nó chín, là hái ăn được. Thì từ đây tới đó mình sẽ để trần như thế này. Mình xịt thuốc 3 ngày liên tiếp, rồi sau đó mình không xịt nữa. Và đến khi chín thì mình ăn. Cùng với cái chùm này thì mình có một cây táo, hai cây táo khác mình cũng sẽ xịt. Thì đây là một cây táo mình mua cách đây 2 tháng này. Ban đầu là ra bông nhiều lắm mà mình ngắt hết đi. Bây giờ trái của nó đang là nhỏ như thế này. Nhưng mà nhỏ như thế này đã làm mồi cho cái con ruồi vàng nó chích rồi. Thì mình sẽ phun một trái cho cả toàn bộ cây này. Mình sẽ xịt cái thuốc sinh học cho cái cây này 3 ngày liên tiếp. Sau đó mình để 7 đến 10 ngày mình xịt lại. Và việc nghiệm thu đối với cây này có lẽ sẽ lâu hơn cây kia, bởi vì nó chưa đến cái lúc gần chín. Nói thêm một chút về cái cây táo này là cây táo này nó nằm rập dưới bóng của cây nho và nó kế vách tường, cho nên là gió hơi bị im, và do vậy ruồi vàng nó tấn công chủ yếu ở cây trong vườn này á, nó tấn công chủ yếu ở cây này. Những trái nào không bọc thì dù nhỏ cũng đều bị ruồi vàng chích. Đây là coi như là móp méo hết. Ngoài ra mình còn có một cái cây này đang cho trái cũng ở giai đoạn dễ tổn thương và dễ bị ruồi vàng chích. Mà lâu nay mình không bọc nó thì trái lúc ra thì rất nhiều, nhưng mà do có 4 cái cành vượt nó mọc lên thì nó lớn quá làm cho rất nhiều trái bị khô. Thì hiện nay là trái của cây là đang ở giai đoạn sắp chín. Cái thuốc này là do công ty công nghệ sinh học địa lợi sản xuất. Thì sản phẩm này có tên là chế phẩm sinh học địa lợi 02, 2 trong 1, là bao gồm làm cho cây khỏe và chống vi khuẩn, chống côn trùng chích hút. Cái nguyên lý của nó là dùng cái con lợi khuẩn này, cô đặc này, mình pha với nước mà trong nước có cái chất bám dính, thì trên cái bề mặt của trái nó sẽ tạo ra luồng khí sinh học khiến cho con ruồi vàng cảm thấy không an toàn khi đẻ trứng vào đó. Và thế là nó thay vì chích nó đẻ trứng vô thì nó bay đi. Cái lớp hơi bao phủ trên bề mặt trái mà do cái vi khuẩn này tạo ra đó là cái chất ethanol đó. Một cái dạng hơi men rượu đó. Thì cái chất bám dính đó nó không có sẵn trong đây, mà nhà sản xuất ổng kêu là người phun phải xay nước nha đam nè, xay bẻ nha đam nè, hoặc là xay lá mồng tơi để làm chất bám dính. Thì phải có chất bám dính đó, cái dung dịch lợi khuẩn này cộng với nước á, nó mới lưu được trên trái, bề mặt trái, và nó tạo ra được cái khí ethanol đó. Thì ngoài cái ruồi vàng thì nó cũng phòng trừ mọi loại sâu rầy đẹp này kia. Đây nè, giúp cây khỏe, chống lại sâu bệnh, phòng bệnh do vi khuẩn và nấm hại, phòng sâu bọ hút chích cắn phá cây, phòng vi khuẩn nấm hại tấn công vào bộ rễ. Lá già thì pha 4cc cho 1 lít nước, phun 5-7 ngày lần, một lần sau khi nảy mầm đến khi thu hoạch lá. Cách làm chất bám dính là xay 1kg rau mồng tơi hoặc nhã đam hoặc rau đay, đậu bắp hoặc cây dâm bụt, 1kg rau với 4 lít nước, lọc lấy nước, pha với dung dịch này xịt. Nhà sản xuất thì kêu là mình xay thực vật á, mà có độ nhớt cao á, để làm chất bám dính. Nhưng mà tôi làm biếng xay mấy cái đó, với lại tôi không xài được cái máy xay sinh tố, cho nên tôi dùng dầu mè. Thì nhà sản xuất nói là không được, nó tách khỏi nước. Thì tôi sẽ có cách của tôi, đó là tôi đổ vô. Úi giời, nhiều quá. Tôi mới quậy sẵn đi, cho nó ra cái thứ nước sệt sệt là bảo đảm bám dính luôn. Do cái thuốc sinh học đó là tập hợp những cái vi sinh vật, cho nên là nó kỵ những cái chất hóa học. Bởi vậy là cái nước này mình phải để lắng lọc, không để tồn dư clo. Mình đã để lắng lọc cho bay hơi clo rồi mới dùng. Thì mình sẽ quậy cái nước dầu mè này cho nó dính, cho nó hóa tan. Ở đây may là mình có một cái bình xịt
lấy từ cái bình cồn hồi xưa bị Covid á, mà mình dùng cái cồn này để sát khuẩn đó. Thì cái bình này đúng 1 lít luôn. Thì mình sẽ pha 4ml sinh học này vô, chế phẩm sinh học này vô. Mình có mua một cái ống siren này ở hiệu thuốc này, 3.000 đồng. Đấy, mình sẽ lấy 4ml. Đây là 2ml. Mình bơm vô. Rồi mình lấy thêm 2ml nữa, bơm vô. Rồi, mình đã lắc kỹ và bây giờ mình sẽ xịt. Xịt đều các phía nha. Rồi, hôm sau mình sẽ xịt tiếp 3 ngày liên tiếp, rồi ngưng cho đến lúc hái trái luôn. Ở đây là mình sẽ xịt toàn thân luôn, do cây này cũng nhỏ. Toàn thân nhưng mà đặc biệt là chỗ nào có trái là mình phải xịt kỹ. Sau khi xịt mình sẽ để như thế này, mình sẽ không bao cho đến khi hái trái ăn luôn. Coi thử là lúc ăn thì như thế nào, có bị ruồi vàng chết không. Giải pháp xịt thuốc sinh học này á, để chống ruồi vàng á, thì nó phù hợp với diện tích lớn. Bởi vì diện tích lớn thì ta không thể làm nhà màng cho mấy hecta được, mà chỉ cần phun xịt thôi. Cái nữa là cũng phù hợp với những cái cây mà vừa cao vừa có nhiều trái, chẳng hạn như cây mận, cây xoài. Mà nếu ta đi bọc từng trái thì thời gian đâu mà bọc hết, công sức nào mà bọc cho hết. Thì nếu mà khi mình nghiệm thu mà nó thành công thì mình sẽ giới thiệu địa chỉ bán chế phẩm vi sinh này cho quý vị nhé. Đây là số táo mà mình đã hái ở cái cây vừa rồi. Thì trong đây có 54 trái lành và bên đây có 14 trái hư. Và ở đây thì mình mới hái 2 trái mà đã được bao bọc kỹ. Thì mình xin nói là các cái trái cây nó thường bị hư là do con ruồi vàng nó chích nó đẻ trứng vào, để cái trứng đó phát triển thành ấu trùng là con dòi. Và con dòi nó mượn cái cơm của cái trái cây này bên trong nó ăn. Chứ mọi người cứ thấy ăn không được thì kêu là bị sâu ăn. Xin nói là không có đúng, sâu có ăn nhưng mà trăm trái thì nó ăn một trái thôi. Còn con ruồi vàng á, do nó bay đi nó chích một con, nó có thể chích rất nhiều trái, cho nên là cả cái cây là bị hư hết, hư trái hết. Thì đó là tác nhân chính là con ruồi vàng chứ không phải là con sâu. Phải xác định đúng cái tác nhân gây họa thì mới xử lý được. Thì đấy, thì đây tôi đang nói về con ruồi vàng, và để chống nó thì ta có những cách như là làm nhà màng và giăng mùng nó chống xâm nhập. Cách chống xâm nhập thứ hai đó là bao bọc. Cái thứ ba nữa là mình diệt nó bằng thuốc diệt rầy vàng. Đó là một cái ý thứ nhất, thường là con ruồi vàng. Ý thứ hai là nó có thể hư nhưng không phải do con ruồi vàng, mà có thể là quá chín. Như trái này, trái được bao bọc này, nó hư này. Quá chín hoặc là bị cái nhiệt, đó, gọi là nắng quá. Đây ví dụ tôi cắn ra thì không có ruồi vàng nào cả. Nhưng mà nó hư. Rồi bây giờ trong số những cái trái hư này, tôi sẽ khám nghiệm tử thi, coi nó là bị cái gì. Thì trái này là bị ruồi vàng chắc, chắc chắn, bởi vì nó có những vết chích. Đó, và ở đây mổ ra là thấy con dòi. Con dòi này là ấu trùng của cái con ruồi vàng. Đây rõ ràng là bị ruồi vàng chích. Nhưng mà như trái này đi, là không phải ruồi vàng chích, mà là do tôi dùng cái chất bám dính không theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất cái chất chế phẩm sinh học đó, mà tôi dùng cái dầu ăn, cho nên khi nó bám vô và nó gặp nắng trưa đó gay gắt á thì nó giống như chiên luôn, chiên cái trái luôn, héo luôn. Thì tôi mổ ra bên trong không bị ruồi vàng, đó, nó liền lạc này, nó liền lạc, nó không bị ruồi vàng và không có con dòi nào cả. Đó, bên đây cũng vậy nè, những cái trái mà nó nhăn nhúm ở bên ngoài á là không phải bị ruồi vàng, mà những trái này mới ruồi vàng. Và trái này cũng có thể là nhăn nhúm mà không phải ruồi vàng. Để bổ ra coi. Như vậy là trái này cũng không phải bị ruồi vàng.
Thì trong số 14 trái hư đó thì có 3 trái là không phải do ruồi vàng chích mà là do sốc nhiệt, do bị cái chất bám dính á, là chất dầu ăn á, hợp lực với cái nắng trưa gay gắt thì nó bị nám da đi, đó, nhân da đi. Còn có 11 trái là bị ruồi vàng chích. Thì mình không kết luận được là nó chích lúc nào, có thể là chích sau hoặc là trước khi mình xịt cái chế phẩm sinh học đó. Bởi vì là khi mình xịt là những trái này là đã có thể ăn được rồi, đó, nó đã mềm rồi. Như vậy là 54 trái còn nguyên và 3 trái hư không do ruồi vàng, 11 trái bị ruồi vàng. Thì mình nghiêng về cái giả thiết là cái số bị hư đó, bị ruồi vàng chích đó là chích trước khi để mình đã xịt cái sinh học, chế phẩm sinh học. Bởi vì ở đây là một cái chùm trái như thế này, mình xịt cho thì không có trái nào bị ruồi vàng chích cả, chỉ có cái này bị sốc nhiệt, bị coi như bị chiên luôn này, nám da và nhăn nhúm luôn đó, nó cứ teo từ đó chứ không phải ruồi vàng chắc chắn luôn. Còn cái này thì bóp ra thôi, thì cái này thì bị ruồi vàng. Như vậy là nguyên một chùm 20 trái thì có một trái bị ruồi vàng, hai trái bị ruồi vàng như vậy. Là ở cái cây táo đầu kia có 68 trái mà hết 11 trái bị ruồi vàng chích, tỷ lệ bị chích là 16%. Ở đây có 25 trái mà 2 trái bị ruồi vàng chích, tỷ lệ chích là 8%. Như vậy tỷ lệ thành công của cây táo đầu kia, tỷ lệ bảo vệ thành công của cây táo đầu kia là 84% và cái này là 92%. Đó. Thì cả hai thử nghiệm này, cái táo đầu kia và cái chùm táo này, thì đều là lúc táo đang dễ bị ruồi vàng chích nhất đó, tức là đã sắp ăn được rồi. Thì cái chế phẩm địa lợi không hai này, hai trong một, vừa giúp cây khỏe vừa chống lại các sâu bệnh, các cái sinh vật có hại. Đây là dùng cho người mua số lượng nhiều, và họ cũng có chiết ra những cái bình nhỏ nhỏ một lít như thế này. Và một lít này á, mà cái hai trong một này á, địa lợi không hai này á, là họ bán 200.000 một lít, là 200.000 mà mỗi lần pha 4cc cho một lít nước để xịt thì mình nghĩ cũng xài được hơi bị lâu, hơi bị nhiều lần. Còn ngoài cái địa lợi 02 thì có địa lợi 01 là để giúp cho xịt lên cây, tưới dưới gốc, xịt lên cây là để tăng khả năng quang hợp, lá nó xanh và mầm nó khỏe. Còn khi mà tưới xuống dưới thì nó giúp cái hệ sinh vật có lợi, nó phát triển và phân hủy các cái phân, cái rác để thành thức ăn bổ dưỡng cho cây. Thì mình đã thí nghiệm cái này với một số cây thì thấy cũng có thành công, ví dụ cây nho hay là cây mồng tơi. Nho thì vàng lá, mồng tơi cũng vàng lá, nhưng bây giờ nó có sức sống, nó xanh lại. Thì nó phù hợp với những đối tượng nào? Những cái đối tượng mà làm vườn với quy mô lớn, muốn organic, hữu cơ hoàn toàn, hoặc là với những cái cây cao to không tiện đi bọc từng trái, trái thì mình đứng dưới mình xịt lên. Cây mận hay là cây sung rồi đó, trái đặc cành nhưng mà thường là không ăn được trái nào hết đó, thì mình đứng dưới mình xịt lên. Và phù hợp với những người làm hợp tác xã rồi đó, đó, hợp tác xã để mà cung ứng nông sản sạch cho siêu thị rồi đó. Còn cái địa lợi 01 này á, thì dùng để xịt lá ngọn và tưới lên gốc để cải thiện cái bộ rễ, cải thiện cái khả năng hấp thu. Ngoài ra thì mình cũng dùng cái nước đó tưới lên trên phân bò ủ đó, thì nó phân hủy nhanh hơn cả nấm Trichoderma nữa. Rồi, đây là những chia sẻ của mình. Nếu quan tâm thì cứ liên hệ với địa chỉ của công ty. Tới đây video của mình xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.